Và cái bài thứ năm là bài về đại diện. Đại diện. Và chúng ta đi vào cái ý nhất là khái niệm và đặc điểm. Thì khái niệm đại diện được quy định tại điều 139. Chúng ta dở cái điều 139 ra. Đại diện là việc một người nhân danh một người khác để xác lập thực hiện các cái giao dịch trong phạm vi thẩm quyền đại diện. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái quan hệ đại diện này là một trong cái quan hệ tay ba, tức là giữa cái người đại diện, người được đại diện và cái người tham gia giao dịch. Thông qua cái chế định đại diện này, nó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong các cái giao dịch dân sự, thúc đẩy giao dịch dân sự phát triển. Theo như quy định của pháp luật thì cái người đại diện phải là người có cái năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp mà pháp luật có quy định khác. Người được đại diện đây có thể là cá nhân, có thể là pháp nhân, có thể là hộ gia đình và có thể là tổ hợp tác. Như tôi nói lúc nãy thì cái quan hệ đại diện này nó rất là đa dạng, nó đan xen nhau, bao gồm mối quan hệ giữa cái người đại diện và người được đại diện. Quan hệ thứ hai là cái quan hệ giữa cái người đại diện với người tham gia giao dịch để làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được đại diện. Thì về nguyên tắc, cái người đại diện được xác lập, được thực hiện trong cái phạm vi thẩm quyền. Theo như quy định pháp luật thì chúng ta thấy rằng nó có hai cái loại đại diện. Thứ nhất là đại diện theo pháp luật và thứ hai là đại diện theo ủy quyền. Đại diện theo pháp luật là quan hệ đại diện do luật pháp quy định. Các cái trường hợp được đại diện theo pháp luật chúng ta dở cái điều 141 của Bộ luật dân sự ra. Thứ nhất là cha mẹ là cái người đại diện cho con chưa thành niên. Trường hợp thứ hai là cái người giám hộ đối với người được giám hộ. Trường hợp tiếp theo là cái người đứng đầu pháp nhân đối với pháp nhân. Người tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác. Người là chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình. Và các trường hợp khác do pháp luật quy định. Ví dụ như là cái người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì khi tòa án ra cái phán quyết tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan thì tòa án xác định cái người đại diện cho cái người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đồng thời tòa án sẽ phải tuyên là cái người đại diện. Do đó mà chúng ta thấy rằng trong cái chế định đại diện thì nó chỉ đặt ra cho hai người, đó là cái người chưa thành niên và người bị mất năng lực hành vi dân sự, chứ không có cái người hạn chế, bởi cái người bị hạn chế năng lực hành vi đã có người đại diện được ghi nhận trong bản án. Trường hợp thứ hai là đại diện theo ủy quyền, là việc cái người đại diện ủy quyền cho một chủ thể khác thay mình xác lập thực hiện các cái giao dịch. Và như tôi nói buổi sáng nay ấy, thì một cái điểm rất mới trong cái quy định của luật dân sự năm 2005 là việc ủy quyền không nhất thiết phải bằng văn bản. Với cái quy định này nó được xây dựng theo cái hướng là tôn trọng sự tự do ý chí của các bên. Và nếu như ý chí ấy nó được thể hiện ra, được các bên là chấp nhận thì nó có giá trị. Tuy nhiên thì để hạn chế tranh chấp thì đối với những cái giao dịch mà có đối tượng là phức tạp, nếu như những giao dịch có giá trị lớn thì chúng ta không nên là ủy quyền bằng lời nói mà nên thiết lập bằng văn bản. Tất nhiên là trong những trường hợp mà pháp luật có quy định việc ủy quyền phải bằng văn bản thì chúng ta phải tuân thủ theo hình thức đó. Ví dụ như là ủy quyền trong việc là định đoạt nhà, ủy quyền trong cái việc là chuyển quyền sử dụng đất thì theo như quy định của pháp luật là phải bằng văn bản, phải là công chứng. Hoặc ví dụ như ủy quyền để cho một chủ thể đại diện sở hữu công nghiệp đi nộp đơn lên cục sở hữu trí tuệ thì theo như quy định của luật phải là bằng văn bản và có cái chứng nhận chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thế thì cái việc sửa đổi này chúng ta thấy rằng là nó rất là thuận lợi
cho chủ thể trong giao dịch. Về phạm vi thẩm quyền thì đối với cái người đại diện theo pháp luật được xác lập, được thực hiện các cái giao dịch trong cái phạm vi thẩm quyền. Còn cái người đại diện theo ủy quyền cũng được xác lập các giao dịch nhưng mà chỉ trong cái phạm vi đã được ủy quyền. Về nguyên tắc thì cái người đại diện theo pháp luật hay là cái người đại diện theo ủy quyền này xác lập thực hiện các cái giao dịch phù hợp với phạm vi thẩm quyền thì làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được đại diện. Tuy nhiên thì ở cái điều 145 và 146 nó quy định hai trường hợp. Thứ nhất là cái người không có thẩm quyền đại diện mà xác lập thực hiện thì về nguyên tắc giao dịch đấy nó không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Trừ trường hợp nếu như cái người được đại diện biết mà không phản đối thì cái giao dịch không có thẩm quyền đấy vẫn có giá trị. Ví dụ đồng chí hiệu phó trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng mua bàn ghế, mua máy tính mà không có sự ủy quyền của đồng chí hiệu trưởng thì cái giao dịch này là giao dịch không có thẩm quyền. Nhưng nếu như đồng chí hiệu trưởng biết được hành vi của đồng chí hiệu phó mà không phản đối thì cái giao dịch đấy nó vẫn có hiệu lực. Ở đây chúng ta thấy rằng hiệu trưởng là người đại diện, đúng không ạ? Thế còn hiệu phó không phải là người đại diện, hiệu phó chỉ là người giúp việc. Do đó nếu như mà hiệu phó mà ký các cái giao dịch mà không có sự đồng ý của hiệu trưởng thì về nguyên tắc là giao dịch ấy là giao dịch không có thẩm quyền. Trường hợp thứ hai ở điều 146 là giao dịch vượt quá thẩm quyền. Thì khi một người xác lập giao dịch vượt quá thẩm quyền thì về nguyên tắc nó cũng không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện là đồng ý. Tôi ví dụ này, ví dụ như đồng chí hiệu trưởng ủy quyền cho đồng chí hiệu phó mua 10 bộ máy tính để phục vụ cho quá trình giảng dạy nhà trường. Thế nhưng mà đồng chí hiệu phó lại mua tới 15 bộ thì trong trường hợp này là đã vượt quá 5 bộ thì cái này gọi là giao dịch vượt quá thẩm quyền. Và nếu như đồng chí hiệu trưởng biết mà không phản đối thì cái giao dịch này vẫn có giá trị. Còn trong trường hợp mà cái người đại diện và người thứ ba tham gia giao dịch cố tình xác lập các cái giao dịch để gây thiệt hại cho cái người được đại diện thì người được đại diện có quyền yêu cầu người đại diện, người thứ ba liên đới bồi thường. Thì cái này anh em mình xem thêm ở điều 146 của Bộ Luật Dân sự. Chấm dứt đại diện được quy định ở điều 147, điều 148. Điều 147 là chấm dứt đại diện của cá nhân và điều 148 là chấm dứt đại diện của pháp nhân. Tại điều 147 khi nói về chấm dứt đại diện của cá nhân thì cũng chia ra làm hai trường hợp là chấm dứt đại diện theo pháp luật và chấm dứt đại diện theo ủy quyền. Và cái điều chấm dứt đại diện theo pháp luật là bao gồm trường hợp ví dụ như là cái người con đã thành niên thì chấm dứt cái quan hệ đại diện giữa cha mẹ với con cái, hoặc là cái người được giám hộ đã thành niên hoặc là đã có năng lực hành vi dân sự thì chấm dứt quan hệ giữa người giám hộ với người được giám hộ, hoặc là trường hợp mà một trong hai bên chết thì cũng chấm dứt cái quan hệ đại diện này. Đại diện theo ủy quyền của cá nhân chấm dứt trong trường hợp là hết thời hạn ủy quyền, hoặc là công việc đã hoàn thành, hoặc là một trong hai bên chết. Chấm dứt đại diện của pháp nhân cũng chia làm hai trường hợp là chấm dứt đại diện theo pháp luật và chấm dứt đại diện theo ủy quyền. Thì chấm dứt đại diện theo pháp luật là trường hợp mà pháp nhân không còn tồn tại. Chấm dứt đại diện theo ủy quyền là trường hợp đã hết thời hạn ủy quyền, hoặc là công việc đã hoàn thành, hoặc là pháp nhân chấm dứt. Thì đấy là chấm dứt đại diện của pháp nhân. Anh em mình sang cái bài về thời hạn và thời hiệu. Thời hạn và thời hiệu. Chúng ta đi vào ý nhất là thời hạn. Và khái niệm được quy định ở điều 149. Thời hạn là một khoảng thời gian xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Và thời hạn là khoảng thời gian xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Ví dụ như A cho B thuê nhà 1 năm. Và thì thời hạn được xác định đây là 1 năm từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc. Như vậy thì cái khái niệm về thời hạn thì chúng ta thấy rằng nó có điểm đầu
và có điểm cuối. Còn thời gian thì không có điểm đầu và không có điểm cuối. Thế thì cái việc quy định về thời hạn này nó có ý nghĩa pháp lý rất lớn trong việc xác lập, trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. Ví dụ này, ví dụ như A cho B vay tiền 10 triệu, thời hạn là 1 năm tính từ ngày hôm nay chẳng hạn. Thế thì trong cái trường hợp này là nó làm phát sinh cái quan hệ về vay tiền và hết 1 năm thì anh phải có nghĩa vụ trả nợ. Nếu như vay có lãi thì thời hạn đã ở thuận đấy, lãi được tính khác, hết hạn không trả thì lãi lại tính khác. Thì đấy là cái vấn đề về thời hạn. Theo như quy định pháp luật thì thời hạn có các loại sau đây. Thứ nhất là thời hạn do pháp luật quy định. Ví dụ này, ví dụ như là trong quy định của luật nhà ở về bảo hành về nhà ở thì nó có quy định thời hạn bảo hành. Ví dụ như đối với các cái công trình dưới 4 tầng thì thời hạn bảo hành là 24 tháng. Như vậy thì hết 24 tháng ấy thì chủ thể không còn nghĩa vụ bảo hành. Hay ví dụ như là thời hạn để khởi kiện yêu cầu chia thừa kế là 10 năm được quy định ở điều 645. Như vậy hết 10 năm mà anh mới đi khởi kiện thì tòa án bác yêu cầu. Hoặc ví dụ như thời hiệu khởi kiện tranh chấp về hợp đồng là 2 năm kể từ khi quyền lấy hợp pháp và xâm phạm, điều 427. Thì đây là cái thời hạn do pháp luật quy định. Cái loại thứ hai là thời hạn do các bên thỏa thuận. Ví dụ như là A cho B thuê nhà, thời hạn là 2 năm. A cho B thuê xe máy, thuê ô tô, thời hạn là 1 tháng. Thì đây là thời hạn do các bên thỏa thuận, xuất phát từ cái ý muốn, cái mong muốn của các bên. Loại thứ ba là thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. Ví dụ như là khi tòa án giải quyết một tranh chấp nào đó và tòa án quy định là anh A, anh B và không được xác lập thực hiện giao dịch trong một thời hạn thì cái này là do pháp luật quy định. Về cách tính thời hạn, thì báo cáo với các anh chị rằng về nguyên tắc thì thời hạn được tính theo dương lịch, và thời hạn được tính theo dương lịch trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ví dụ các bên có thể thỏa thuận là tính thời hạn theo như là âm lịch. Đấy, ví dụ như là tôi cho anh vay tiền từ rằm tháng giêng năm nay đến rằm tháng giêng tháng năm thì các bên có thỏa thuận khác. Còn nếu không thì về nguyên tắc là thời hạn được tính theo là dương lịch. Thời hạn có thể được tính bằng phút, bằng giờ, bằng ngày, bằng tuần, bằng tháng, bằng năm hoặc bằng một sự kiện. Như vậy là so với quy định của Bộ Luật Dân sự năm 1995 thì cách tính thời hạn được bổ sung thêm là bằng phút. Nếu như luật năm 1995 nói rằng thời hạn được tính bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm thì bây giờ là bổ sung thêm là cách tính bằng phút. Và cái việc bổ sung này là hoàn toàn phù hợp trong cái điều kiện là khoa học kỹ thuật và phát triển mạnh mẽ hiện nay. Ví dụ như là việc sử dụng Internet, ví dụ như việc sử dụng máy tính, thì các bên có thể thỏa thuận các cái giao dịch tính bằng phút. Về thời hạn thì chúng ta thấy rằng là cái việc quy định bằng phút là nó rất phù hợp. Cách tính thời hạn, thì theo như quy định của pháp luật ấy, thì nếu như thời hạn được tính bằng phút, bằng giờ thì thời điểm bắt đầu là cái phút giờ đã được xác định. Ví dụ này là tôi cho anh thuê máy tính thời hạn là 2 giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng thì cái thời điểm bắt đầu là lúc 8 giờ sáng mà các bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp thời hạn được tính theo ngày, thì ngày đầu tiên của thời hạn không tính mà tính từ ngày tiếp theo. Ví dụ hôm nay là ngày 20 tháng tháng 4 chẳng hạn, A cho B vay tiền thời hạn là 5 ngày thì ngày đầu tiên là ngày 20 không tính mà bắt đầu tính từ ngày 21. Vâng.
Nếu như thời hạn được tính bằng tuần thì cái ngày đầu tiên không tính mà tính từ ngày tiếp theo. Ví dụ như là thứ hai A cho B vay tiền thời hạn là một tuần thì ngày thứ hai không tính mà bắt đầu tính từ ngày thứ ba. Thời hạn là tính theo tháng cũng như vậy. Nếu như hôm ngày thứ hôm nay là cho vay tiền thời hạn là một tháng thì ngày hôm nay không tính mà bắt đầu tính từ ngày tiếp theo. Đấy là về cách tính thời hạn là điểm bắt đầu. Còn thời điểm kết thúc, thời điểm kết thúc thì đối với trường hợp thời hạn được tính bằng ngày thì thời điểm kết thúc sẽ là vào lúc 24 giờ ngày cuối cùng của thời hạn, đúng không ạ? Là lúc 24 giờ. Ví dụ như là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2010 A cho B vay 10 triệu và thời hạn là 5 ngày thì ngày mùng 2 không tính mà đếm đủ cho 5 ngày tiếp theo, tính từ thứ ba từ ngày mùng 3 cho đủ 5 ngày tiếp theo thì thời hạn kết thúc vào lúc 24 giờ của ngày thứ năm. Thời hạn được tính bằng tuần cũng vậy. Ví dụ như là thứ hai là ngày cho vay và thì thời điểm bắt đầu là ngày thứ ba. Nếu như thời hạn vay một tuần thì thời điểm kết thúc vào lúc 24 giờ của ngày thứ ba, đúng không ạ, của tuần cuối cùng. Nếu thời hạn được tính bằng tháng thì thời điểm kết thúc cũng vào lúc 24 giờ ngày tương ứng của tháng. Một vấn đề đặt ra rằng là trong trường hợp nếu như không có ngày tương ứng thì được giải quyết như thế nào? Ví dụ như là ngày 28 tháng 1 A cho B vay 10 triệu thời hạn là 1 tháng. Nếu như không có gì thay đổi thì thời điểm bắt đầu là ngày 29 và thời điểm kết thúc cũng là phải vào lúc 24 giờ ngày 29 tháng 2. Nhưng mà thông thường thì chúng ta thấy rằng vào tháng 2 nó không có ngày 29, hay nói cách khác hơn là cứ sau 4 năm mới có ngày 29. Như vậy là trong trường hợp như vậy, nếu như không có ngày 29 thì thời điểm kết thúc sẽ là vào cái lúc 24 giờ ngày cuối cùng của tháng, tức là vào lúc 24 giờ ngày 28. Đúng không ạ? Đấy, nếu như mà không có ngày tương ứng thì thời điểm kết thúc vào lúc 24 giờ ngày cuối cùng của tháng. Hay là tôi lấy ví dụ lại là ngày 29 tháng 1 A cho B vay tiền, đúng không ạ? Thời hạn là 1 tháng. Vậy thì bắt đầu sẽ là ngày 30 tháng 1 và nếu kết thúc cũng phải vào ngày 30 tháng 2 vào lúc 24 giờ. Nhưng mà tháng 2 thì không có ngày 30, do đó nó sẽ kết thúc vào cái lúc 24 giờ của ngày 28 hoặc là sau 4 năm sẽ có một ngày 29 thì sẽ kết thúc vào lúc 24 giờ của ngày 29. Thời hạn được tính bằng năm cũng vậy thì sẽ kết thúc vào lúc 24 giờ ngày tương ứng của năm. Các anh chị chú ý rằng là trong trường hợp mà thời hạn kết thúc vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thời điểm kết thúc của thời hạn sẽ là vào lúc 24 giờ ngày tiếp theo, đúng không ạ? Ngày nghỉ, ngày lễ đó. Ví dụ thời điểm kết thúc vào lúc 24 giờ của ngày thứ ba, nhưng ngày thứ ba ấy lại là rơi vào ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, thì lại chuyển sang ngày mùng 1 tháng 5, mà ngày mùng 1 tháng 5 lại là ngày lễ thì nó chuyển sang là ngày mùng 2 tháng 5. Đấy, và lúc 24 giờ ngày mùng 2 tháng 5. Đấy, thì đấy là cái chú ý. Cái chú ý thứ hai là khi thời hạn nó diễn ra không liên tục. Khi thời hạn diễn ra không liên tục thì cách tính thời hạn như sau: là 1 năm bằng 365 ngày. Và 1 tháng là 30 ngày. Một tuần là 7 ngày, một ngày là 24 giờ, một giờ là 60 phút. Ví dụ này, ví dụ bây giờ ngày mùng 2 tháng 2 năm 2010 A cho B thuê nhà, thời hạn là 1 tháng. Như vậy nếu không có gì thay đổi thì thời điểm bắt đầu sẽ là ngày mùng 3 tháng 2 và kết thúc sẽ vào lúc 24 giờ của ngày mùng 3 tháng 3. Nhưng mà thuê nhà được 10 ngày thì là nhà đó có hư hỏng phải sửa chữa mất 5 ngày.
Thế thì khi sửa chữa mất 5 ngày thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không có cái thời điểm kết thúc là vào ngày tương ứng được. Do đó là chúng ta sẽ tính một tháng là 30 ngày. Bây giờ đã sử dụng được 10 ngày rồi thì sử dụng tiếp cho đủ một tháng là sử dụng 20 ngày nữa cho đủ một tháng. Đấy. Hoặc ví dụ như là A cho B thuê xe máy và thuê ô tô thời hạn là một tháng. Giả sử như ngày cho thuê là ngày mùng 2 thì cái thời điểm bắt đầu là ngày mùng 3 và một tháng sẽ kết thúc là cái ngày mùng 3 của tháng tương ứng. Nhưng mà vì dùng được 5 ngày 7 ngày xe có hư hỏng bị phải đưa vào sửa chữa mất 6 7 ngày thì như vậy sẽ không có thời điểm kết thúc là ngày tương ứng. Do đó lại phải tính gì thời hạn một tháng sẽ là bằng 30 ngày để xác định cái quyền của cái người đi thuê. Thì đấy là về thời hạn. Cái thứ hai là về thời hiệu. Thời hiệu. Thì thời hiệu cũng là thời hạn do pháp luật quy định. Nhưng mà thời hiệu nó khác thời hạn ở chỗ là khi kết thúc thời hạn ấy sẽ làm phát sinh một quyền dân sự, sẽ làm miễn trừ nghĩa vụ dân sự, làm mất quyền khởi kiện. Thế nên báo cáo với các anh chị rằng cái việc quy định về thời hiệu này nó có một ý nghĩa pháp lý rất quan trọng. Mục đích của việc quy định thời hiệu là nhằm nâng cao tính kỷ luật trong quan hệ dân sự, nhằm để bảo đảm tính ổn định của quan hệ dân sự và khuyến khích các bên là chủ động thực hiện các quyền của mình trong cái phạm vi luật định. Ví dụ này, ví dụ như là luật quy định rằng là thời hiệu khởi kiện về thừa kế là 10 năm. Vậy thì trong khoảng thời gian 10 năm ấy, anh có quyền thực hiện quyền khởi kiện của mình. Hết 10 năm mà đi kiện thì anh mất quyền. Hoặc ví dụ như là thời hiệu khởi kiện tranh chấp về hợp đồng là 2 năm kể từ khi quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Thì trong 2 năm đó anh có quyền khởi kiện. Hết 2 năm mà đi kiện thì mất quyền. Theo như cái khái niệm về thời hiệu thì chúng ta thấy rằng thời hiệu có 3 loại đúng không ạ? 3 loại. Thứ nhất là thời hiệu hưởng quyền dân sự. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đấy chủ thể được hưởng một quyền dân sự. Anh em mình dở cái điều 247 ra. Các anh các chị dở cái điều 247 ra. Điều 247 nói rằng người nào chiếm hữu bất hợp pháp nhưng ngay tình công khai liên tục đối với động sản 10 năm, bất động sản 30 năm được xác lập quyền sở hữu. Thì đây chính là cái thời hiệu hưởng quyền dân sự. Từ việc anh chiếm hữu một tài sản không phải là hợp pháp, anh chiếm hữu tài sản của người khác là trái luật, nhưng ngay tình công khai liên tục thì sau 10 năm đối với động sản, sau 30 năm đối với bất động sản được xác lập quyền sở hữu, được công nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó. Thế thì cái thời hiệu hưởng quyền này lại không áp dụng đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước, không áp dụng đối với quyền nhân thân. Ví dụ này, ví dụ như anh chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình công khai liên tục đối với một tài sản nhưng tài sản ấy lại thuộc sở hữu nhà nước thì sau 10 năm đối với động sản, sau 30 năm đối với bất động sản cũng không được công nhận quyền sở hữu. Ở đây thì các nhà làm luật đã có sự phân biệt giữa hình thức sở hữu nhà nước với lại sở hữu của tư nhân, sở hữu khác. Đối với sở hữu nhà nước thì được bảo vệ triệt để hơn. Đấy là thời hiệu hưởng quyền dân sự. Loại thứ hai là thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là cái thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn ấy chủ thể được miễn một nghĩa vụ dân sự. Ví dụ như ở điều 74 của luật nhà ở đấy thì theo như quy định ở điều 74 luật nhà ở thì luật quy định rằng là đối với các cái công trình xây dựng dưới 4 tầng thì cái thời hạn bảo hành là 24 tháng. Loại thời hiệu thứ ba là thời hiệu khởi kiện. Vâng. Thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn ấy chủ thể mất quyền khởi kiện. Vâng. Ví dụ anh em mình dở cái điều 136
điều 136 của Bộ luật dân sự ra. Theo như quy định của điều 136 thì thời hiệu khởi kiện do yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu do bị lừa dối, do bị đe dọa, do bị nhầm lẫn, do vi phạm về hình thức là 2 năm. Như vậy hết 2 năm mà anh đi kiện thì tòa án là bác yêu cầu. Ví dụ này, ví dụ như A lừa dối B, bán cho B một cái đồng hồ của Trung Quốc nhưng lại nói đấy là đồng hồ của Thụy Sĩ. Như vậy hợp đồng này là hợp đồng do bị lừa dối. Vậy thì cái người mua có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán này vô hiệu trong khoảng thời gian là 2 năm kể từ khi giao kết. Hết 2 năm mà mới đi khởi kiện thì tòa bác yêu cầu. Hoặc ví dụ như là thời hiệu khởi kiện về thừa kế đấy là 10 năm. Vâng, là 10 năm. Hết 10 năm mà mới đi khởi kiện thì tòa bác yêu cầu. Hoặc ví dụ như thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là 2 năm kể từ khi quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, điều 607. Đó. Thế thì chúng ta chú ý là những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Thứ nhất là cái yêu cầu hoàn trả tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Khi một người chiếm hữu một tài sản thuộc sở hữu nhà nước thì nhà nước có quyền đòi lại bất cứ lúc nào, không bị giới hạn bởi thời gian, và 20 năm, 30 năm, 40 năm vẫn có quyền đòi lại. Cái trường hợp thứ hai là yêu cầu bảo vệ các quyền nhân thân, và các quyền nhân thân của chủ thể là vô giá và được pháp luật bảo vệ vô thời hạn. Các cái giá trị nhân thân được bảo vệ ở đây đó là danh dự, là nhân phẩm, là uy tín, và các trường hợp khác do pháp luật quy định. Về cách tính thời hiệu, thì thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ dân sự được quy định ở điều 157 của Bộ luật dân sự. Về nguyên tắc thì thời hiệu hưởng quyền, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ phải diễn ra liên tục. Trường hợp thứ hai là thời gian không tính vào thời hiệu kiện được quy định ở điều 161, đó là các cái sự kiện bất khả kháng hoặc có cái trở ngại khách quan làm cho cái người có quyền khởi kiện không thực hiện được quyền của mình. Trường hợp là người có người là người chưa thành niên, có người giám hộ nhưng mà chưa tìm được người giám hộ thì theo như quy định pháp luật là cái thời gian tìm người giám hộ không tính vào, thì chúng ta xem ở cái điều 161 của Bộ luật dân sự. Thì như vậy là chúng tôi đã trình bày xong với các anh các chị về phần này.